Đại Canh Minh, quận 12. Chào tất cả anh em ha. Thì vừa mới dọn xong cái con xe Kia, quay review cho anh em một chút xíu về con xe này. Cái tình trạng con xe này rất là tệ anh em. Không biết là chủ nhân dùng nó là phương tiện cày bừa, đi chạy gáp hay ship gì đó anh em. Nó rất là tệ. Thì quay cho anh em xem nè. Thấy cái sườn của nó luôn. Cái sườn của nó luôn là mình phải hàn lại rất là nhiều chỗ. Nó mục á, sau đó mình sơn lại hết cái vàng từ bình xăng cho đến cái sườn. Cái nắp xăng này nó kinh khủng lắm, lúc mà cái này mình đánh ra đó, đánh cướp ra. Okay. Rồi thì cái sườn của nó mục rồi, thì anh em biết rồi, cái vàng chân và cái vàng áo của nó như thế nào. Vàng áo của nó thì báo cáo với toàn thể anh em luôn là bỏ hết. Cái vàng áo này là vàng áo zin mới full, từ nhựa bóng cho đến nhựa nhám và cho đến bộ tem xương cá đúng đời của anh khách yêu cầu luôn. Tem zin ha. Tem zin luôn. Và vàng áo zin nè. Thì cái vàng áo zin này á, có chùm một lớp keo trong luôn rồi nha anh em. Anh trai yêu cầu là thay vàng áo xong rồi dán keo trong bảo vệ vàng áo luôn. Đấy, nó là như vậy. Khi quay mà review những cái con xe mà quay rồi ghim mà Seagate rồi mà dọn á, mà mình nói tài chính dọn mà tầm khoảng 10 triệu mười mấy triệu thì hay bị anh em phàn nàn quá, xe gì mà dọn mười mấy triệu. Cho nên là thôi, con xe này mình dọn, mình review dọn chắc tầm với chừng 3-4 triệu thôi nha anh em. Con xe này dọn full tầm 3-4 triệu thôi cho nó khỏi có sự tranh cãi. Thì ngoài up full vàng áo ra rồi, tiếp theo thì một cái ba ga này 10 ly anh em thấy không, vàng rất là đẹp. Rồi tiếp theo nữa là cái dây yên này, thì cái dây yên cũ của anh lại thôi, mình thấy cũng còn ngon quá, không phải tốn tiền để mà thay cái dây yên mới. Cái đồng hồ này là đồng hồ thay zin mới nè nha anh em, chứ không phải thay Mica không đâu. Cái đồng hồ này là sau khi gáp xe test rồi đi chạy cũng được số 2 rồi nè. Cái đồng hồ này là đồng hồ zin mới luôn. Rồi công tắc thì công tắc phục hồi lại thôi, phục hồi đủ full vàng chức năng thôi. Một cái cây kính CRR chân inox. Cái bộ chó đèn của nó thì được cạo cái lớp men ra, cạo hết ra, sau đó đánh bóng lên. Thì như anh em thấy thì nó cũng phục hồi khoảng 80-90% á. Zin mới, này là chơi chó đèn cũ ha, zin ha. Rồi một cặp bao tay đe tu ne gù nhôm. Rồi một cái tay dắt phay, một tay dắt hàng lô. Rồi ok, cái dè này thì chung với bộ áo rồi, full bộ áo full nhiều nhám mà. Một cái ổ khóa sau và ổ khóa trước hàng chống đoạn 8 cạnh 8 kiếp gì đây nè. Kinh khủng lắm. Đấy, ngon lành cành đào lắm á. Thấy ha. Rồi, ok, dàn trên này là cơ bản như vậy. Tiếp theo nữa quay review cho anh em dàn chân. Dàn chân mình bắt đầu từ phía sau đi ha. Cặp te nè. Các chân nè, rồi bộ lốc máy nè, mang cá nè, gác máy nè, chống đứng, chống ngang, cần số, vò đạp là mình sơn lại nha nè, sơn lại đó, sơn lại thôi. Cặp phục sau thì thay cặp phục này là mẫu nai, hàng chính hãng Adidas anh em, chính hãng nha, chính hãng Adidas. Rồi một cái gác chân zin nha. Cái gấp này là thay thay mới chứ không, cái gấp này nó mục rồi anh em. Sườn mà nó mục rồi thì anh em biết là cái gấp này nó cũng tới công chuyện luôn rồi, mục luôn rồi, nên là thay cái gấp này luôn. Thằng te này ok, sơn lại nè. Rồi full cái vàng ốc nè, ốc full vàng ốc cốt tán toàn xe luôn. Thì lên Saraya, đấy, lên Saraya. Rồi thì cái vàng phía sau thì nó tạm tương đối như vậy thôi. Tiếp theo nữa là về nói về cái vàng trước. Vàng trước này thì một cái cặp phuộc trước này là hàng Á Châu anh em, nói chung một cách khác là hàng rẻ tiền ha. Hàng zin của nó bây giờ cũng 1 triệu mấy một cặp. Còn hàng này chỉ có vài trăm thôi anh em. Hàng rẻ tiền. Kết hợp với một cái con heo zin nha. Cái con heo này là cái con heo zin. Con heo này á là zin của quay RS nè. Rồi một sợi dây dầu kiểu zin thôi. Ốc cốt tán Saraya, đạn canh
ống chỉ đóng mới hoàn toàn, một cái đĩa CNC lõm đó, rồi một cặp một cái đùm, một cái đùm này là thay hết nha anh em, đùm của nó là mình lên đĩa mà mình thay nha. Rồi cốc km, dây km đó, cái dàn dàn đĩa này nè, dàn đĩa trước này nè, lên này bao gồm cặp thuộc, con heo zin, dây dầu, cái đĩa, cái đùm. Cầm này là cầm Nova ABSN nhé anh em. Cầm này là anh em biết rồi. Nếu mà Nova Dash thì nó cao hơn, tiền hơn cái là cầm Nova ABSN ha. Tuy nhiên là cầm ABSN thì đỉnh của đỉnh rồi. Đó, tuyệt vời luôn, độ sáng, độ trơn, độ cứng kinh khủng. Cái niềng này là cái niềng zin nè anh em. Niềng zin nói chung nó cũng xét cũng tới lắm á. Là được đánh lên, nên thợ đánh lên cho nó sáng lên như thế này nè. Rồi vỏ thì bắt là vỏ cũ thôi, anh ấy không có yêu cầu thay nha. Mình tự ý thay thì mình bỏ tiền vô. Ok. Cái dàn đĩa ngoài cái combo ở dưới này xong rồi lên trên này là một cái tay thắng full cái bình dầu liền GCB chính hãng này nè. Đó. Xe này có thay luôn cái ống ga dây ga. Rồi ok, một cái nắp nồi test ga qua. Đó, cái nắp nồi test ga qua. Cái cổ bô này thì xả ra sơn lại thôi, nó cũng mục dữ lắm rồi, nhưng mà xả ra nó không bị xì, sơn lại làm gòn ở trên thôi. Ok. Anh em nhìn thấy cái cục máy bình xăng con nè thì biết được là bên trong được chà rửa rất là kỹ, rất là sạch sẽ nha. Đặc biệt là bên trong này là đầu máy rồi đó, là phải nói là sườn ruột đó là tẩy rửa ok đó, sạch sẽ rồi. Con xe dọn đơn giản như vậy thôi, sạch sẽ, mát mẻ. Cái con phụ trợ bên trong này cũng vừa mới dọn xong. Clip sau mình sẽ chia sẻ với các bạn. Cái con xe này cũng là banh chành, bể banh chành hết luôn, dọn lại bao gồm là dàn áo sạch sẽ, tem tiết sạch sẽ, cuộc sao nữa các bạn. Đó, ngon lành cành đào luôn. Đó, con này dọn cũng nhiều, mai mình sẽ review cái con này cho các bạn xem. Rồi, cảm ơn các bạn.